Xin thân ái kính chào toàn thể quý tôi tớ Chúa, con cái Chúa có mặt trong ngôi thánh đường buổi sáng hôm nay, để chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn Chúa được ra mắt thờ phượng hầu vị Ngài. Mặc dầu chúng ta đang đối diện với cơn dịch bệnh, thưa quý con cái Chúa, buổi sáng hôm nay là Chủ nhật đầu tháng, cũng là lần thứ ba chúng ta không được dự tiệc thánh. Lòng của chúng ta hãy tiếp tục hướng về Chúa, nhớ về sự chết, sự hy sinh của Chúa, để tiếp tục sống trong những ngày còn lại trên đất này, làm sáng danh Chúa. Sáng hôm nay, Chủ nhật đầu tháng, chúng ta cùng học với chủ đề Chúa bồng ẵm con. Cảm ơn Chúa, người hướng dẫn chương trình đã cho chúng ta hát tôn vinh Chúa bài thánh ca 741. Tôi vẫn tin Ngài dầu khi gặp cảnh khổ nào. Cảm ơn Chúa, tác giả bài thánh ca này khi kinh nghiệm Chúa thì đã nói được điều đó. Dầu gặp bất cứ cảnh ngộ nào, tôi vẫn hết lòng tin cậy Chúa. Kính thưa hội thánh, có một câu chuyện thật cảm động của một người cha đối với đứa con trai yêu dấu của mình. Người cha này có một đứa con trai bị bại não gần 3 năm. Em bây giờ khoảng 20 tuổi rồi, nhưng mà không thể đứng, không thể ngồi. Em chỉ nằm một chỗ, ăn uống vệ sinh một chỗ. Thật tội nghiệp cho người cha có đứa con như vậy. Nhưng mà người cha này vẫn lo mưu sinh để có tiền nuôi đứa con bị bại não này, mà không hề thấy khó khăn, không thấy buồn bã, bởi vì đó là khúc ruột của ông. Dù con của ông như thế nào, ông vẫn cố gắng chăm sóc cho nó thật chu đáo. Và một ngày giông tố xảy đến, mưa như trút nước, nước từ các con đập đã tràn về, dâng cao, tràn vào trong ngôi nhà mà hai cha con này đang ở. Mọi người ai cũng tìm cách để chạy cho lên nơi cao, và không ai ngó ngàng đến hai cha con. Người cha vẫn cố để cõng đứa con bại não của mình trên lưng, để đưa nó lên nơi cao được bình an. Thưa quý con cái của Chúa, nếu người cha trên đất yêu thương con của mình thế nào, muốn cứu con mình như thế nào, thì chúng ta hãy nghĩ xem Cha Thiên Thượng của chúng ta, Ngài còn quan tâm đến chúng ta dường nào, Ngài yêu thương chúng ta đến mực nào, Ngài sẵn sàng hy sinh cho chúng ta ra làm sao. Trong những ngày tháng qua, chắc chắn rằng chúng ta đang đối diện với dịch bệnh, sẽ có nhiều con cái Chúa sẽ nghi ngờ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Có một số con cái Chúa sẽ hỏi, tại sao Chúa không giải cứu mình? Tại sao Chúa không cho dịch lệ qua mau? Trong những lúc những điều đó đang xảy đến, Chúa muốn thấy đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa như thế nào? Phản ứng của chúng ta ra làm sao khi chúng ta phải đối diện với những dịch bệnh? Xin con cái Chúa hãy tiếp tục hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, bám chặt lấy Ngài, vì Ngài hứa Ngài sẽ bồng ẵm chúng ta, sẽ giải cứu chúng ta khi chúng ta núp dưới cánh bóng toàn năng của Ngài. Bài giảng sáng hôm nay chúng ta có hai phần lớn. Phần lớn thứ nhất, chúng ta cùng học hỏi và xem Đức Chúa Trời không giống các thần tượng ngoại giáo. Phần 1, các thần tượng ngoại giáo thì như thế nào? Trong Ê-sai đoạn 46 câu 1 câu 2. Bên cúi xuống Nebo khom mình, tưởng nó trở trên loài thú, trên súc vật, những vật mà các ngươi vốn thường khiêng đè nặng quá, làm cho súc vật mệt nhọc. Chúng nó cúi xuống cùng nhau khom mình, đã chẳng cứu được cánh nặng của mình, và chính mình lại bị bắt làm phu tù. Thưa quý con cái Chúa, thần Bên và thần Nebo là hai vị thần
vô cùng quan trọng của người Babylon. Họ tôn thờ hai vị thần này và họ trông cậy vào hai vị thần này. Nhưng mà hai vị thần này đã tỏ ra vô dụng trước sự tấn công dữ dội của đế quốc Medo Ba Tư. Đế quốc Medo Ba Tư đã tấn công họ, và lúc này các vị thần mà họ thờ là Bên và Nebo, không có vị thần nào có thể giải cứu họ trước đạo quân của Medo Ba Tư. Và khi họ chạy trốn như vậy á, thì quý con cái chú biết rằng họ đem theo những cái bức tượng này là bức tượng của Bên và Nebo, và bức tượng này rất là nặng. Kinh Thánh nói rằng sao? Ngay cả súc vật mà chở nó cũng đè nặng, làm cho súc vật cũng phải mệt. Chúng ta thấy cái hình tượng do con người dựng nên, mình đi thờ lạy nó, rồi khi gặp khó khăn hoạn nạn, nó có cứu mình được không? Đó là điều mà người Babylon đã từng mắc phải ở tại đây. Thần Bên và Nebo là những thần hư không, thần không có quyền năng, thần bất động, chỉ để người ta khiêng đi. Kinh Thánh trong Thi Thiên 115 cũng đã mô tả cho chúng ta biết về hình tượng mà lời Chúa ở tại đây chép trong câu 4 đến câu 8. Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói hình tượng có miệng không nói, có mắt không thấy, có tai không nghe, có miệng mà không nói được, không có thể làm được giúp ích gì cho con người. Nếu chúng ta thờ phượng các thần tượng như vậy, các hình tượng như vậy, thì chúng ta cũng sẽ trở nên giống như những thần tượng đó. Và khi chúng ta giống như những thần tượng đó thì như thế nào? Chúng ta không nhìn thấy được những việc Đức Chúa Trời làm. Có những người đã làm chứng lại, khi trong nhà họ thờ nhiều hình tượng lắm, khi họ gặp những cái vấn đề nan đề trong cuộc sống, họ không giải quyết được, họ kêu những cái thần đó nhưng không thần nào giải cứu họ được. Bây giờ họ quay qua, họ kêu cầu trời: "Ơi, có ông trời không? Nếu có ông trời xin cứu tôi." Đức Chúa Trời, Ngài đã nghe, Ngài giải cứu. Từ đó, những con người đó đã quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời, không còn thờ lạy hình tượng nữa, bởi vì họ kinh nghiệm được chỉ có ông trời hay là Đức Chúa Trời mới là đấng có thật. Lời Chúa đã dạy chúng ta rõ ràng trong Kinh Thánh là chớ làm tượng chạm cho mình, và cũng đừng quỳ lạy thờ phượng các hình tượng đó, bởi vì hình tượng là hư không, không có quyền ban phước hay giáng họa cho bất cứ người nào cả. Do đó chúng ta chỉ thờ phượng và hầu việc một mình Đức Chúa Trời ba ngôi là đủ rồi, vì Ngài là chân thần duy nhất xứng đáng để chúng ta thờ phượng và hầu việc. Chính Đức Chúa Trời Ngài cũng đã cấm chúng ta làm những hình tượng của Ngài để thờ phượng. Ngài muốn chúng ta khi ra mắt thờ phượng Chúa phải lấy tâm thần và lễ thật hướng về Đức Chúa Trời, ra mắt thờ phượng Ngài. Đó là điều Chúa vui lòng, Ngài vui thích khi thấy con cái của Ngài hướng tấm lòng, hướng tâm trí của mình về nơi Ngài mà thờ phượng. Thứ hai, Đức Chúa Trời của Israel, Ngài yêu thương dân sự Ngài. Trong Phục Truyền đoạn 4 câu 37, Phục Truyền đoạn 33 câu 3 và Sử Ký Nhì đoạn 2 câu 11, Ngài yêu thương các tổ phụ của Israel. Ngài đã rút dân Israel ra khỏi Egypto để họ không còn sống kiếp nô lệ tại Egypto. Khi Đức Chúa Trời yêu thương thì Ngài sẽ có hành động cụ thể.
Ngài không bao giờ nói yêu thương chúng ta bằng lời nói suông. Quý con cái Chúa nhớ hình ảnh Chúa Giêsu khi Ngài ở trên đất, Ngài đi thi hành chức vụ. Có một đoàn dân đông biết Ngài xuống thuyền để đi qua bên kia, thì họ đi bộ, họ chạy bộ, họ chạy theo Ngài. Khi Chúa Giêsu từ trên thuyền Ngài bước xuống, Ngài nhìn thấy những con người như vậy thì Ngài động lòng thương xót. Và khi Ngài động lòng thương xót như vậy thì Ngài đã chữa bệnh cho những người có bệnh tật ở trong người. Matthew đoạn 14 câu 13 14 để cho chúng ta thấy điều này. Để chúng ta cứ tiếp tục thấy được tình yêu của Ngài đối với dân sự như thế nào, thì ngày hôm nay Chúa vẫn yêu thương chúng ta như vậy. Kể cả những người không thuộc về Ngài, Ngài cũng yêu thương, Ngài nhịn nhục. Trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 9, lời Chúa chúng ta biết Ngài không muốn một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Ngài nhịn nhục, Ngài không muốn một người nào chết mất. Ngài yêu thương, Ngài nhịn nhục, Ngài chờ đợi để những tội nhân quay trở về ăn năn tội để được Ngài tha thứ, Ngài phục hòa người đó với Đức Chúa Trời, hầu cho người nào ăn năn quay trở về cùng Chúa sẽ được Ngài ban cho sự sống đời đời. Đức Chúa Trời Ngài yêu chúng ta và những người trong thế gian này, nên Ngài đã sẵn sàng ban con một của Ngài đến trong trần gian này để chết thế tội cho chúng ta. Lẽ ra chúng ta có tội, chúng ta phải chết vì cái tội của mình, nhưng Ngài bằng lòng bước lên thập tự để gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta và cả nhân loại này. Tình yêu mà Đức Chúa Trời đối với chúng ta không có gì có thể ví sánh được, không lời nào của con người có thể mô tả hết được, không bút mực nào có thể ghi hết lại được tình yêu của Ngài. Nên chúng ta hãy thấy tình yêu của Chúa đối với chúng ta, hãy hết lòng yêu Chúa, sống đẹp lòng Ngài. Điều tiếp theo, Ngài yêu Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài quan tâm đến dân sự của Ngài. Ngài không bao giờ bỏ mặc dân sự của Ngài như nhiều người lầm tưởng. Ngài quan tâm đến dân Ngài như thế nào? Xin chúng ta xem trong suốt Ai Cập Tô Ký đoạn 3 câu 7 đến câu 10, mình sẽ thấy được khi dân sự của Đức Chúa Trời làm nô lệ tại xứ Ai Cập Tô thì Đức Chúa Trời đã thấy, đã nghe, đã biết. Chúa đã thấy dân sự đang bị gì? Đức Chúa Trời Ngài thấy dân sự đang bị cực khổ tại Ai Cập Tô. Ngài nghe gì từ dân sự của Ngài? Ngài nghe tiếng kêu rêu vì cớ những người đốc công của Ai Cập Tô hà khắc dân sự của Ngài. Ngài biết điều gì từ dân sự của Chúa? Ngài biết dân sự đang chịu phải những sự đau đớn từ ở tại Ai Cập Tô. Thưa con cái của Chúa, khi Ngài đã nghe, đã thấy, đã biết thì không phải Ngài chỉ dừng lại tại đó, mà Ngài hứa Ngài sẽ giải cứu dân của Ngài trong suốt Ai Cập Ký đoạn 3 câu 8. Thưa quý con cái Chúa, có ai quan tâm đến chúng ta như Chúa quan tâm đến chúng ta không? Chúa khi quan tâm đến chúng ta, Ngài quan tâm chúng ta một cách đầy đủ, Ngài quan tâm chúng ta một cách chu đáo, Ngài quan tâm đến chúng ta một cách ân cần, sâu sắc. Ngài quan tâm đến từng miếng ăn, từng giấc ngủ của chúng ta, nơi chúng ta làm việc, trường học nơi con cái chúng ta học. Ngài quan tâm đến chúng ta như vậy. Mà cũng có người nói rằng, Đức Chúa Trời ở đâu? Sao Ngài không quan tâm giải cứu tôi? Nếu mình nghi ngờ tình yêu của Chúa đối với mình như vậy, mình sẽ đánh mất đi nhiều phước hạnh lắm. Kinh Thánh trong Luca đoạn 12 câu 7, lời Chúa mô tả cho chúng ta thấy sự quan tâm của Ngài một cách cụ thể như thế nào trên đời sống của chúng ta. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi.
đừng sợ chi vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. Ngài quan tâm đến từng sợi tóc trên đầu của chúng ta. Một cọng mà rụng xuống thì Ngài cũng đã biết, huống chi là chúng ta là một con cái của Ngài, mang ảnh tượng của Ngài. Chúng ta quý trọng hơn các loài chim rất nhiều. Nên hãy tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời của chúng ta. Đức Chúa Trời trong những ngày qua, Ngài đã thấy hết những nan đề, những bệnh tật, những khó khăn mà con cái của Ngài đang gặp phải. Ngài không quên chúng ta đâu. Chúng ta hãy nhớ điều này. Đức Chúa Trời của chúng ta không phải lúc nào cũng đáp lời cầu nguyện chúng ta ngay lập tức. Đôi khi, đến đúng thời điểm của Ngài, Ngài sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi hoạn nạn, vì Ngài là một Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương. Điều tiếp theo, Đức Chúa Trời của Israel, Ngài bảo vệ, gìn giữ dân sự của Ngài. Khi kẻ thù đến, tấn công, đánh dân sự của Ngài, thì Ngài đã chiến đấu cho họ, Ngài đã bảo vệ, gìn giữ, giải cứu dân sự của Ngài. Quý con cái Chúa nhớ hình ảnh của một Daniel. Khi ông không ngừng lại trong sự cầu nguyện, bởi vì vua ra một sắc lệnh trong 30 ngày không được cầu bất cứ thần nào khác ngoài vua, trong Daniel đoạn thứ 6. Nhưng mà Daniel vẫn tiếp tục cầu nguyện một ngày 3 lần với Đức Chúa Trời. Và ông phải đối diện với sự chết. Người ta đã cáo ông bị bắt, bị quan vào trong hang sư tử. Nhưng mà kỳ diệu thay, Đức Chúa Trời Ngài đã bảo vệ ông trước những hàm sư tử. Chúng ta biết rằng những con sư tử bị nhốt dưới hang như vậy là những con sư tử đói. Để khi mà một người nào phạm cái sắc lệnh của vua, bị bỏ xuống là bị nó xé xác ngay. Nhưng khi Daniel bị bỏ xuống, không một con sư tử nào có thể đến gần mà đụng được đến Daniel. Chúng ta thấy quyền năng bảo vệ gìn giữ của Ngài đối với dân sự của Ngài, cũng như đối với tôi tớ của Ngài, đối với con cái của Ngài. Rồi khi ba bạn của Daniel cũng vậy, không chịu quỳ lại trước pho tượng mà vua đã lập lên, để dựng lên ở một đồng bằng rộng lớn. Khi vua ra lệnh thổi một hồi còi thì tất cả thần dân ở tại đó quỳ xuống trước pho tượng, nhưng mà ba bạn của Daniel không chịu quỳ lại. Và họ phải đối diện cái sự việc gì? Họ phải bị quăng vào trong lò lửa hận. Một lò lửa không phải bình thường. Vua bảo hãy đốt nóng gấp 7 lần hơn. Cảm ơn Chúa, khi ba bạn của Daniel bị bắt bỏ vào trong lò lửa hận như vậy thì họ không bị chết. Họ vẫn bước đi ở trong lửa vì Đức Chúa Trời của ba bạn Daniel đã bảo vệ, giải cứu. Chúng ta ngày hôm nay, Chúa vẫn đang bảo vệ, gìn giữ chúng ta. Mặc dầu chúng ta phải đối diện với điều này, điều kia trong đời sống tạm trên đất này, chúng ta hãy tin cậy Chúa, để Đức Chúa Trời Ngài tiếp tục bảo vệ, gìn giữ chúng ta trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Và không ai có thể đụng đến được chúng ta nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Nên con cái Chúa hãy hết lòng tin cậy Chúa và ở trong sự bảo vệ, gìn giữ của Ngài. Rồi Ngài dẫn dắt dân sự của Ngài trong suốt Ai Cập Ký đoạn 13 câu 21. Thưa quý con cái Chúa, khi dân Israel được giải cứu ra khỏi Ai Cập thì chính Đức Chúa Trời Ngài đã dẫn dắt dân sự của Ngài bằng trụ mây và trụ lửa. Ban ngày thì Ngài ở trong trụ mây dẫn dắt họ đi. Ngài dùng một trụ mây để dẫn dắt dân sự ban ngày là bởi vì sao? Khi họ đi trong sa mạc như vậy, nắng rất là lớn, Đức Chúa Trời Ngài dùng trụ mây để dẫn dắt họ, đồng thời Ngài cũng che chở họ trước những cơn nắng gắt trong sa mạc.
Rồi đem lại, Ngài dùng một trụ lửa để dẫn dắt họ, để bảo vệ họ, bởi vì khí hậu sa mạc nó vô cùng khắc nghiệt. Ngày thì rất nóng, rất là dữ dội, đêm lại thì rất là lạnh. Nếu dân sự không được sự che chở, dẫn dắt, bảo vệ của Đức Chúa Trời thì chắc chắn rằng họ sẽ bị mất sức, họ sẽ kiệt sức, họ sẽ bị chết bởi khí hậu khắc nghiệt như vậy. Và Đức Chúa Trời, Ngài đã dẫn dắt dân sự của Ngài. Điều đó để cho chúng ta thấy Ngài quá tuyệt vời. Chúa sẵn sàng dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta có bằng lòng để Ngài dẫn dắt? Chúng ta có sẵn sàng đi theo sự dẫn dắt của Ngài không? Người nào để Chúa dẫn dắt cuộc đời của mình thì người đó sẽ không bao giờ cô đơn, không bao giờ thất vọng. Người đó sẽ luôn bình an, thỏa vui, hạnh phúc trong vòng tay của Ngài. Ngài bồng ẩm tôi, phần hai lớn. Khi nói đến bồng ẩm là nói đến sự âu yếm của một người mẹ hay của một người cha dành tình yêu đó cho đứa con của mình. Khi ẩm đứa con vào lòng, người cha, người mẹ thể hiện tình yêu, sự vỗ về, sự chăm sóc, sự dạy bảo con của mình. Khi Chúa bồng ẩm chúng ta là Ngài bày tỏ tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc, bảo bọc, che chở của Ngài dành cho chúng ta để cứu chúng ta ra khỏi một hoàn cảnh nào đó. Ngài bồng ẩm con khi con còn trong lòng mẹ cho đến khi con đầu râu tóc bạc. Điều đó nói lên tình yêu của Ngài là tình yêu vô biên, tình yêu tuyệt đối, tình yêu vô hạn, tình yêu đời đời. Và Ngài luôn nghe tiếng kêu cầu của chúng ta khi chúng ta đến với Ngài. Ngài luôn hiểu hoàn cảnh chúng ta đang gặp phải. Ngài cảm thông với những điều đau đớn, mất mát chúng ta đang mang. Và Ngài sẽ đáp lời cho chúng ta, giải cứu chúng ta ra khỏi những điều khó khăn, nguy cấp khi chúng ta đang gặp, và đem chúng ta vào nơi tốt đẹp hơn. Thưa quý con gái Chúa, trong những tuần qua, trong hội thánh của chúng ta cũng có một số con cái Chúa về yên nghỉ trong nước của Ngài vì mắc một căn bệnh nào đó. Và trong giờ phút như vậy, chúng ta thấy trong lễ tai như vậy, hội thánh không thể nào đến được. Nhưng chúng ta phải thấy được Chúa không phải không đáp lời cầu xin của chúng ta. Ngài đáp lời cầu xin của chúng ta khi chúng ta đang gặp khó khăn, nguy nan, và đem chúng ta vào một nơi tốt đẹp hơn. Về với Chúa, có phải là Chúa đã giải cứu mình khỏi một cái cơn bệnh tật mà mình phải quằn quại đau đớn nằm trên giường bệnh như vậy không? Khi mình được về với Chúa, quý con gái Chúa mới thấy được sự bình an. Chúng ta không phải đối diện với những bệnh tật đau yếu trong thân thể này nữa. Đức Chúa Trời khi Ngài giải cứu chúng ta là Ngài muốn cho chúng ta trở nên tốt hơn. Vì vậy chúng ta hãy tin cậy Đức Chúa Trời. Ngài hứa, Ngài bồng ẩm chúng ta và Ngài yêu chúng ta. Kinh Thánh trong Giăng đoạn 13 câu 1: Ngài yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Tình yêu mà Ngài yêu chúng ta là một tình yêu không bao giờ thay đổi. Và chính ông Jeremy ông cũng kinh nghiệm điều này trong Jeremy đoạn 31 câu 3: Đức Giê-hô-va từ thuở sơ hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời, dù thế gian này, dù con người có thay đổi, nhưng mà tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta không bao giờ thay đổi. Chúng ta hãy nắm chắc điều đó, để trong những ngày qua nếu ai có xa cách Chúa, chúng ta phải biết rằng Chúa đang chờ đợi chúng ta. Ngài vẫn yêu chúng ta, chờ đợi chúng ta quay trở về giống như người cha
trong Kinh Thánh, trong Luca đoạn 15, trông đợi đứa con hoang đàn của mình trở về để được tha thứ. Con cái của Chúa trong những ngày qua, nếu xa cách bầy chiên của Chúa, hãy quay trở về với Chúa để được Ngài tha thứ, Ngài phục hồi, Ngài sẽ cho chúng ta những điều tốt đẹp hơn. Đừng ai bỏ đi luôn. Vì khi mình bỏ nhà cha đi luôn thì mình sẽ chết trong tội lỗi của mình. Điều thứ nhất trong phần 2 lớn, khi con ở trong lòng mẹ. Thi Thiên 22 câu 9 câu 10. Tác giả của Thi Thiên 22 đã kinh nghiệm điều này. Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ tôi. Từ trong tử cung tôi đã được giao cho Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ. Cảm ơn Chúa. Khi một đứa bé chào đời, các bác sĩ để cho đứa bé nó nằm ở trên vú của mẹ nó để nó hưởng được cái hơi ấm của người mẹ. Nó có thể uống được dòng sữa ấm áp từ người mẹ, nó được sự ôm ấp âu yếm của người mẹ, và đứa bé đó nó sẽ lớn lên khỏe mạnh. Đứa bé đó luôn luôn có được sự bình an, êm ấm khi ở bên cạnh mẹ của mình. Đức Chúa Trời của chúng ta hết sức kỳ diệu, vì từ khi mà trứng có một người mẹ thụ thai ở trong lòng thì từ đó nó có sự sống, và cái trứng đó bắt đầu được phát triển từng ngày, rồi sau đó những có tim thai, rồi sau đó nó hình thành một em bé, các xương cũng bắt đầu hình thành. Và điều này cũng đã được tác giả Thi Thiên 139 câu 13-14 nói như thế này: Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Cảm ơn Chúa. Khi mình học Kinh Thánh đến chỗ này, mình mới thấy được quyền năng của Chúa. Mình phải tán dương chúc tụng quyền sáng tạo của Đức Chúa Trời trên cơ thể con người chúng ta. Chúa dệt nên chúng ta. Quý con gái Chúa, có bao giờ thấy người ta dệt vải chưa? Có bao giờ thấy được một cái cây vải nó hết sức đẹp không? Để được có một cây vải có nhiều màu sắc rực rỡ và đẹp như vậy thì người thợ dệt rất là công phu, mất nhiều công sức cho cái cây vải đó lắm. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Dưới bàn tay tạo dựng của Đức Chúa Trời, Ngài tạo dựng chúng ta đẹp vô cùng và kỳ diệu vô cùng, hết sức là công phu. Khi chúng ta xem các mạch máu trong cơ thể chúng ta, nó rất là nhỏ, nó đang chéo với nhau, nó được liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu một mạch máu nào trong đời sống, trong thân thể của chúng ta, nó bị nghẽn, nó bị rắc rối, thì chúng ta thấy lúc đó chúng ta sẽ như thế nào? Có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình nữa. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài dệt thành chúng ta trong lòng mẹ như thế nào, hết sức là kỳ diệu. Rồi khi mình đến nghĩ đến cái vân tay mà Đức Chúa Trời đã dựng nên mỗi một người, có một cái vân tay, và không có vân tay của người nào giống vân tay của người nào hết. Đặc biệt lắm quý con cái Chúa. Rồi con mắt của chúng ta cũng vậy, cũng không ai giống ai. Mỗi người được tạo dựng nên khác nhau. Rồi các DNA trong cơ thể chúng ta, để mình có thể biết được dòng giống của người đó. Đây, chúng ta thấy bao nhiêu đó để mình thấy được Đức Chúa Trời Ngài quan tâm chăm sóc tạo dựng chúng ta, và Ngài bảo vệ gìn giữ chúng ta từ khi chúng ta ở trong lòng mẹ. Từ trong lòng mẹ mình đã được Đức Chúa Trời
quan tâm, chăm sóc, gìn giữ rồi, không phải chờ khi chúng ta ra đời. Và Kinh Thánh ở tại đây cho chúng ta biết, Chúa đã bồng ẵm ngươi từ trong lòng mẹ. Ta đã gánh với các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ, cho đến chừng các ngươi già cả đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ngài bồng ẵm chúng ta khi chúng ta trở về già. Thi Thiên 37 câu 25 cũng đã nói như thế này: trước tôi trẻ, rầy tôi già, nhưng tôi không thấy người công bình nào bị bỏ. Điều này nói lên rằng một người hết lòng tin cậy Chúa, tiếp tục giữ vững đức tin nơi Chúa cho đến cuối cùng, thì chắc chắn rằng người đó sẽ không bao giờ mà Chúa bỏ bê người đó. Đức Chúa Trời của chúng ta không phải giống như cha mẹ. Kinh Thánh nói là sao? Người mẹ nhiều khi có thể quên cho con mình bú, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ quên chúng ta. Ngài luôn nhớ đến chúng ta, Ngài luôn dõi theo cuộc đời chúng ta cho đến khi chúng ta trở về già. Chính David đã kinh nghiệm điều này. Ông đã nói trong Sa-mu-ên nhất đoạn 17 câu 34 đến 37. Ông đã nói trước khi ông ra chiến trận. Ông nói với vua Sao-l, khi ông còn trẻ, ông đã kinh nghiệm Chúa đã ở cùng vài vua giúp ông trong lúc ông đi chăn chiên. Hễ các con gấu, con sư tử đến tấn công cái con chiên thì ông đều chiến cự lại nó, và Chúa cho ông đều thắng nó. Bây giờ Goliath này là ai mà dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời? Ông đã nhân danh Đức Chúa Trời vạn quân và đến để đấu địch với Goliath. Cảm ơn Chúa. Nếu mình so về hình dạng, David cũng thua Goliath. Mình so về vũ khí thì David cũng không có một vũ khí gì tối tân để có thể thắng được Goliath. Rồi những cái bộ giáp thì David cũng không có. Nhưng mà có một điều Goliath không thể có như David, đó là Đức Giê-hô-va vạn quân ở với David. Cảm ơn Chúa. Mình phải kinh nghiệm Chúa từ khi mình còn trẻ cho đến khi mình trở về già, mình sẽ thấy được tay của Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Ngài sẽ nuôi nấng chúng ta, Ngài sẽ gìn giữ, bảo vệ chúng ta, Ngài sẽ bồng ẵm chúng ta cho đến khi đầu râu tóc bạc, Ngài vẫn tiếp tục bồng ẵm chúng ta. Quý con cái Chúa thường nghe câu chuyện về dấu chân trên cát đó. Ở trên bờ biển có hai dấu chân của hai người. Khi bão tố đến thì người tín hữu đó không còn thấy dấu chân của mình đâu. Lo lắng, bối rối, hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao hanh thông thuận lợi thì con thấy hai dấu chân trên cát, còn khi bão tố đến thì con không thấy, con chỉ còn thấy một dấu chân. Trong giờ phút đó Ngài ở đâu, Chúa ơi? Chúa nói rằng: trong giờ phút đó ta đã bồng ẵm con. Bàn chân, dấu chân mà con thấy trên cát đó, đó là dấu chân của ta. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời luôn quan tâm, yêu thương, lo lắng, chăm sóc mọi sự cho chúng ta, cho đến khi chúng ta đầu râu tóc bạc, trong giờ nhắm mắt lìa đời xuôi tay. Chúng ta biết rằng không có ai ở bên cạnh mình. Điều đó không phải là mình cô đơn,
Trong giờ phút có đại dịch này mà ai qua đời, không có người ở bên cạnh mình. Xét về khi cạnh con người thì mình rất thương, rất đau. Bởi vì ra đi mà không có một lời nói từ biệt. Nhưng mà cái giờ phút người đó nhắm mắt lìa đời thì thiên sứ ở trên trời rất là đông, sẽ tiếp rước cái linh hồn của người thánh qua đời về trong nước của Ngài rất là phước hạnh. Nên chúng ta sẽ thấy được ở bên kia bờ vàng, chúng ta sẽ gặp mặt được Chúa yêu dấu của chúng ta. Vì tại đó Chúa sẽ lao ráo tất cả những dòng nước mắt, những giọt nước mắt của chúng ta. Chúng ta không còn đau thương, không còn lo nghĩ, lo lắng gì về đời sống này nữa. Vì ở với Chúa là rất phước hạnh. Ngài đã phán, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu, trong phục truyền đoạn 31 câu 8. Và Chúa Giê-xu, Ngài cũng đã phán với các môn đồ và chúng ta ngày hôm nay. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đây là lời hứa quý báu mà dành cho tất cả chúng ta trong những lúc chúng ta đang đối diện với sự cách ly, với sự tan thương mất mát. Nhưng Chúa hứa với chúng ta, Ngài ở với các con luôn cho đến tận thế. Vì vậy, chúng ta hãy hết lòng nương cậy Chúa, tiếp tục giữ vững đức tin nơi Chúa, yêu Chúa, phục sự hầu việc Ngài trong những khả năng cơ hội Chúa có thể ban cho chúng ta còn làm được, còn hầu việc được. Xin Chúa Ngài dùng bài học buổi sáng nay nhắc nhở chính mình tôi và toàn thể con cái Chúa, để chúng ta mới thấy được Ngài yêu chúng ta lắm. Ngài luôn luôn quan tâm, chăm sóc bồng ẩm chúng ta. Người cha, người mẹ yêu con cái của mình như thế nào thì Đức Chúa Trời yêu chúng ta nhiều hơn, nhiều nhiều lần lắm quý con cái Chúa. Thì giờ này, kính mời Hội Thánh và con cái Chúa đồng đứng. Mỗi một con cái Chúa cùng đến với Chúa, cầu nguyện dâng lên Chúa những điều mà Chúa dạy dỗ mình, để chúng ta sống một đời sống phước hạnh, mặc dầu trong bão tố, trong hoạn nạn, chúng ta vẫn thấy được những phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Sau đó tôi sẽ thay mặt Hội Thánh Chúa dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa, tình yêu của Ngài đối với chúng con không bao giờ thay đổi. Ngài đã bồng ẩm chúng con từ khi chúng con ở trong lòng mẹ, cho đến khi chúng con ra đời có mặt ở trên đất này, sinh hoạt, làm việc, đi lại. Chúa đều quan tâm, lo lắng, chăm sóc chúng con một cách chu đáo. Cho đến khi chúng con
trở về già đầu râu tóc bạc, Ngài vẫn tiếp tục bồng ẩm, bảo vệ, săn sóc chúng con. Chúa ơi, chúng con là ai mà được Ngài yêu thương, quan tâm, chăm sóc như vậy? Cảm ơn Chúa, chúng con là một tạo vật vô cùng quý giá trước mặt Ngài, được Ngài tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng con ở trong bàn tay yêu thương của Ngài. Ngài muốn chúng con tiếp tục nương cậy nơi Ngài, để không ai trong chúng con đánh mất những đặc ân cơ hội mà Ngài đã làm, đã ban cho chúng con. Chúa ơi, Ngài đã yêu những kẻ thuộc về Ngài trong thế gian này, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Cảm ơn Chúa về lời hứa thành tín mà Ngài đã hứa ban cho chúng con là những con cái của Ngài. Người cha, người mẹ ở trên trần gian này, dù yêu con của mình như thế nào cũng không thể nào yêu hơn Đức Chúa Trời yêu chúng con. Ngài sẵn sàng để hy sinh tất cả mọi sự cho chúng con. Ngài bỏ thiên đàng để xuống trần gian này để tìm và cứu chúng con. Ngài sẵn sàng để bước lên thập tự giá để gánh lấy mọi tội lỗi của chúng con. Chúa ơi, lẽ ra chúng con là những người có tội, chúng con phải chết vì tội của mình, nhưng Ngài quá yêu chúng con. Xin Chúa, Ngài nhắc nhở, thăm viếng chúng con để trong những ngày qua chúng con đang sống thờ ơ với tình yêu của Ngài, chúng con đang làm cho Chúa buồn. Xin Chúa hãy tha thứ mọi tội cho chúng con, cho chúng con nhớ được tình yêu của Chúa, hãy quay về cùng Chúa để được Ngài thương xót, thăm viếng, vì Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời của tình yêu. Con cảm tạ ơn Chúa. Hôm nay con chỉ biết trình dâng tất cả những vấn đề nan đề của Hội Thánh Chúa, của từng con cái Chúa đang gặp phải, và xin Chúa cho chúng con hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va của chúng con, vì Ngài là Đấng luôn ban thưởng cho những người hết lòng tìm kiếm và hầu việc Ngài. Chúa ơi, xin Ngài cũng sớm cho dịch lệ qua đi, để chúng con được nhóm lại thờ phượng Chúa, và con cái của Chúa cũng sớm có cơ hội quay trở lại trong nhà của Chúa, hầu việc Đức Chúa Trời, dâng hiến những khả năng, những gì mình có lên cho Chúa, và chúng con sẽ tiếp tục chúng con sống để bày tỏ đức tin của mình ra cho những người xung quanh chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con kính dâng đời sống của con, kính dâng Hội Thánh Chúa, toàn thể con cái của Ngài trong bàn tay yêu thương năng quyền của Chúa chúng con, và con xin hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.